hướng dẫn chuyển tiền theo file. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ chuyển tiền. Chọn chuyển tiền theo file. Chọn chuyển tiền theo file 300 giao dịch. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin. Chọn tệp dữ liệu đính kèm. Đặt thời gian chuyển tiền. Chọn thời gian chuyển và chọn giờ, ngày cụ thể nếu muốn đặt lịch chuyển tiền vào một ngày trong tương lai. Nếu không chọn đặt lịch tương lai cho file chuyển tiền, các giao dịch sẽ được xử lý luôn trong ngày hiện tại. Chọn hình thức thu phí. Nếu không chọn hình thức thu phí cho giao dịch, phí người chuyển chịu sẽ được lựa chọn mặc định. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nhấn nút xóa để xóa hết thông tin đã nhập nếu quý khách có mong muốn nhập lại từ đầu. Bước 4. Quý khách được chuyển đến màn hình chọn giao dịch. Thông tin giao dịch trong file đính kèm được hiển thị chi tiết trên màn hình. Chọn các giao dịch hợp lệ. Khi chắc chắn các thông tin chính xác, nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nếu quý khách cần thay đổi thông tin giao dịch, nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 5. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chính xác, nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nếu quý khách cần thay đổi thông tin giao dịch, nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 6. Hoàn thành, thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch chuyển tiền theo file khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast. Chọn chuyển tiền theo file nhỏ hơn hoặc bằng 300 giao dịch. Quý khách chọn file giao dịch cần phê duyệt. Với chuyển tiền theo file nhỏ hơn hoặc bằng 300 giao dịch, cho phép phê duyệt cả file hoặc một hay nhiều giao dịch bất kỳ trong file. Sau đó lựa chọn phê duyệt. Trường hợp thông tin giao dịch bị sai, lựa chọn từ chối để trả lại cho người tạo điện. Quý khách lựa chọn phương thức xác thực với Vietinbank OTP hoặc KeyPass để phê duyệt giao dịch. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình.